Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với điểm tin bóng đá ngày 21 tháng 10 năm 2020. Trước khi đến với những nội dung chi tiết xuất hiện trong điểm tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi thở bóng đá, nhớ bấm chuông để hòa cùng nhịp đập của cháu tròn mỗi ngày. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những nội dung chi tiết xuất hiện trong điểm tin ngày hôm nay. Ole Gunnar Solskjaer nổi điên vì học trò bị vu khống. Vào cuối tuần vừa qua, Mason Greenwood và Williams đều vắng mặt trong chiến thắng 4-1 của Manchester United trước Newcastle. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng các sao trẻ này gặp rắc rối điều gì đó. Lúc này thì Williams đã có mặt ở Paris cùng các đồng đội trong khi Mason Greenwood không thể ra sân ở trận gặp Paris Saint-Germain vì dính chấn thương. Khi được cánh phóng viên hỏi có phải cặp đôi này đã vi phạm quy định của MU, Solskjaer tức giận ngay lập tức. Nếu như thế tại sao Williams còn đang ở đây? Mấy anh lấy nguồn tin từ nguồn nào vậy? Đây mới là những thứ tôi nói này. Không có một sự thật nào từ mấy tin đồn đó cả. Về trường hợp của Mason Greenwood, tôi không thể chia sẻ về thông tin chấn thương. Đó chỉ là một vết đau nhỏ, nhưng mặc dù Mason Greenwood còn trẻ, chúng tôi cũng không muốn mạo hiểm với cậu ấy. Hy vọng Greenwood có thể bình phục vào cuối tuần. Sở dĩ có tin đồn như vậy là bởi Mason Greenwood từng vướng vào một rắc rối lớn khi tập trung cùng đội tuyển Anh vào tháng 9. Lúc đó thì Greenwood cùng đồng đội ở đội tuyển đó là Phil Foden đã bị đuổi khỏi Tam sư và cũng nhận những án kỷ luật nội bộ của MU và Manchester City. Chính bởi những rắc rối bên ngoài sân cỏ như vậy mà đà thăng tiến của Greenwood đang bị chững lại. Trái ngược với sự bùng nổ ở mùa giải trước, đến thời điểm này thì Mason Greenwood vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 3 trận ở Premier League. Anh mới chỉ có một pha lập công ở cúp liên đoàn. Thủ quân Chelsea tiết lộ sự tình khó khăn của Kepa. Kepa hiện đang là thủ môn đắt giá nhất thế giới. Hồi mùa hè năm 2018, đội bóng bên phía Tây thành London đã phải bỏ ra tới 71,6 triệu bảng để đưa anh từ Athletic Bilbao về Stamford Bridge. Dù có giá cao như vậy, song Kepa lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ và bái đạo. Anh rất hay mắc sai lầm và mới phải nhận 3 bàn thua ở trận Chelsea để Southampton cầm hòa 3 đều tại Stamford Bridge cuối tuần qua. Bình luận về việc Kepa đang bị dư luận công kích dữ dội và có nguy cơ mất suất bất chính vào tay của tân binh Edouard Mendy, đội trưởng Aspilicueta cho biết các đồng đội phải chấp nhận điều ấy. Bóng đá là môn thể thao rất khốc liệt. Ở đó thì chúng ta luôn phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Tôi hiểu khả năng của Kepa vì đã quen biết cậu ấy từ rất lâu rồi. Với tư cách là đội trưởng của Chelsea, tôi luôn cố gắng giúp đỡ Kepa giống như những thành viên khác trong đội. Trong cuộc sống, đôi khi bạn vẫn cảm thấy có những lúc dường như mọi thứ đều chống lại mình. Khi ấy, điều quan trọng là bạn phải có được cá tính, bản lĩnh và năng lực để đối mặt với nó. Tôi rất tin tưởng Kepa và không nghi ngờ về chuyện cậu ấy sẽ nỗ lực hết sức thay vì chấp nhận buông xuôi. Chắc chắn Kepa sẽ làm được tất cả những gì để có thể xoay chuyển được tình hình hiện tại. Còn về phần Chelsea, cả đội đang chiến đấu để hiện thực hóa những mục tiêu mà mình đã đề ra. Do trợ ở vị trí thủ môn nên vị thế của Kepa rất khác so với phần còn lại của đội bóng. Dù sao đi chăng nữa thì Kepa cũng sẽ trả hết mình. Tôi có thể đảm bảo với các bạn về điều đó. Jurgen Klopp ví Liverpool chờ Van Dijk như vợ chờ chồng. Mùa giải trước, Virgil van Dijk từng tham dự cả 38 vòng ở Premier League và anh góp công lớn giúp lưới ăn đỏ lên ngôi vô địch. Trong trận Liverpool để Everton cầm hòa 2-2 cuối tuần vừa qua, Virgil van Dijk đã bị đau sau pha va chạm rất mạnh với thủ môn Jordan Pickford trong vòng cấm của đội chủ nhà. Anh không những chẳng kiếm về cho Liverpool một quả phạt đền mà còn phải rời sân để nhường chỗ cho Joel Gomez ngay đầu hiệp 1. Bình luận về chuyện Virgil van Dijk phải phẫu thuật đầu gối và chưa biết đến bao giờ mới trở lại, huấn luyện viên Klopp cho hay: "Bao giờ cũng vậy, cầu thủ bị cuốn vào trận đấu thường có xu hướng ham bóng tới mức bất chấp sự nguy hiểm của bản thân. Tôi đã gắn bó với bóng đá đủ lâu để hiểu rất rõ về chuyện này. Thực tế thì hồi còn chơi bóng, tôi từng dính phải chấn thương tương tự nên có sự đồng cảm với Van Dijk. Chúng tôi chắc chắn sẽ để ở bên để động viên và giúp đỡ cậu ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bản thân Van Dijk cũng biết chúng tôi đang mong cậu ấy trở lại giống như một người vợ tốt chờ ngày ông xã của mình mãn hạn tù. Tóm lại, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cuộc sống của Van Dijk trở nên dễ dàng hơn. Có một điều rất rõ ràng và chắc chắn là Van Dijk sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian. Chúng tôi không muốn đưa ra thời hạn cụ thể nào vì mỗi cầu thủ đều có thể trạng và khả năng hồi phục không giống nhau. Dù sao đi chăng nữa thì với tình hình hiện nay, Van Dijk cũng còn lâu mới có thể trở lại", thuyền trưởng của Liverpool kết luận. Son Heung-min sắp được Tottenham đại thưởng. Tottenham Hotspur đang sở hữu một cặp song sát cực kỳ hiệu quả ở mùa giải này, Son Heung-min và Harry Kane. Bên cạnh khả năng săn bàn thượng thặng, bộ đôi này còn cho thấy sự kết nối đến khó tin trong từng pha phối hợp. Chân sút người Hàn Quốc đã đặt dấu giày vào 9 bàn thắng của Spurs kể từ đầu mùa, bao gồm 7 pha lập công và 2 đường kiến tạo. Hiện Son Heung-min đang cùng với Calvert-Lewin của Everton dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Premier League. Kể từ khi Jose Mourinho lên nắm quyền, có cảm giác như Son Heung-min càng chơi bùng nổ hơn. Anh đã ghi tổng cộng 18 bàn dưới sự dẫn dắt của người đặc biệt. Theo Daily Mail, Spurs đã lên kế hoạch để trói chân ngôi sao châu Á bằng một giao kèo mới. Hợp đồng hiện tại của Son Heung-min có thời hạn đến tháng 6 năm 2023, cùng mức thu nhập 150.000 bảng trên một tuần. Tottenham dự định sẽ gia hạn thêm 2 năm với Son Heung-min, cùng mức lương được dự đoán sẽ vượt qua con số 200.000 bảng trên một tuần. Trong trận đối đầu với Burnley hồi tháng 12, Son Heung-min khiến cả thế giới phải sửng sốt
khi có pha solo 90m vượt qua 6 cầu thủ đối phương chỉ trong vòng 11 giây và ghi bàn. Siêu phẩm của tiền đạo người Hàn Quốc sau đó đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của mùa giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2019-2020. Rashford ghi siêu phẩm, Quỷ đỏ làm gọi Paris Saint-Germain trên đất khách. Tâm điểm của bóng đá châu Âu đêm ngày hôm qua hướng mọi ánh nhìn về loạt trận mở màn UEFA Champions League, một trong những trận đấu tâm điểm và là trận đấu được chờ đợi nhất là Paris Saint-Germain đối đầu với Manchester United. Tiếp đó MU trên sân cùng với Quang Tử, Paris Saint-Germain không ngần ngại thi triển lối chơi tấn công ngay từ đầu với Boba, Neymar, Angel Di Maria và Kylian Mbappe ở tuyến trên. Những tình huống tấn công của đội bóng nước Pháp chứa đựng đầy sự nguy hiểm và không ít lần khiến De Gea phải vất vả cản phá. Với MU, đội đã chọn lối chơi rình rập và ưu tiên sự chắc chắn nhưng vẫn luôn sẵn sàng phản đòn. Bất ngờ ở phút thứ 22 khi Anthony Martial ngã trong vòng cấm của Paris Saint-Germain. Để rồi trên chớp phạt đền, Bruno Fernandes thực hiện thành công sau hai lần sút. Bất ngờ nhận bàn thua, Paris Saint-Germain dồn lên tấn công mạnh mẽ. Hàng loạt những cơ hội ăn bàn được đội chủ nhà tạo ra, nhưng sự xuất sắc của De Gea đã giúp Quỷ đỏ giữ sạch lưới cho 1. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đã thể hiện rõ quyết tâm gỡ hòa. Liên tiếp là những đợt hãm thành được ra sao Paris Saint-Germain tạo ra. Thế nhưng họ chỉ có được bàn gỡ nhờ tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Anthony Martial ở phút thứ 55. Sau bàn thắng sao bằng tỷ số, nhịp độ của trận đấu được cả hai đẩy lên rất cao. Cả Paris Saint-Germain và Manchester United đều quyết tâm kiếm trọn 3 điểm, tạo nên một thế trận đối công nghẹt thở. Hàng loạt những cơ hội ăn bàn đã đến với cầu thủ của cả hai bên trong những phút cuối, nhưng may mắn và sự chính xác chỉ đến với đội khách. Phút thứ 88, Marcus Rashford đi bóng tự tin trước khi tung ra cú sút chìm và quyết đoán đánh bại Keno Navas, nâng tỷ số lên 2-1 và cuốn định thắng lợi dành cho Manchester United ngay trên sân công viên Quang Tử. Messi tỏa sáng, Barca thắng tưng bừng ngày mở màn UEFA Champions League. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Ferencváros, đoàn quân huấn luyện viên Ronald Koeman đã không khó để có thể kiểm soát thế trận. Phút thứ 27, Messi mang về cho đội chủ nhà một quả phạt đền và chính anh thực hiện chính xác để đưa Barcelona vượt lên dẫn trước. Sau bàn thắng đó, Barca tạo ra vô vàn những cơ hội nhưng phải đến tận phút thứ 43 thì thần đồng Ansu Fati mới nhận được cách biệt sau một pha dứt điểm một chạm tinh tế. Bước sang hiệp 2, Barca vẫn là đội bóng làm chủ thế trận và có thêm được 3 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Felipe Coutinho, Pedri và Ousmane Dembele. Mặc dù vậy, ngày mở màn của Barca vẫn sẽ hoàn hảo hơn nếu không có chiếc thẻ đỏ của Gerard Pique khi anh đã phạm lỗi trong vòng cấm và tạo điều kiện cho đội khách có bàn thắng danh dự. Chelsea hòa nhạt nhẽo trên sân nhà. Là đội chủ nhà nhưng Chelsea bất ngờ mất thế trận vào tay của Sevilla ngay từ đầu. Đội bóng Tây Ban Nha đã chủ động kiểm soát bóng và tạo ra nhiều đợt hãm thành nguy hiểm nhưng đều bị khước từ bởi tài năng của thủ thành Edouard Mendy. Bên phía đối diện, ra sao của Chelsea tỏ ra mệt mỏi sau nhiều trận phải cày ải và không thể hiện được nhiều. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, The Blues đã tìm lại cách để kiểm soát thế trận. Những cơ hội ăn bàn đã đến với Timo Werner cùng cao độ nhiều hơn. Tuy nhiên thủ thành bên phía Sevilla cũng tỏ ra rất khó bị khuất phục. Với Sevilla, dù không tấn công mạnh mẽ như hiệp 1, nhưng đội khách vẫn luôn sẵn sàng phản công. Không ít những cú dứt điểm từ Jordan hay Ocampos khiến cho các cổ động viên đội chủ nhà phải thót tim. Thời gian càng trôi về cuối, Chelsea và Sevilla đều tỏ ra thận trọng. Không có quá nhiều cơ hội thực sự đáng kể được cầu thủ hai bên tạo ra và tỷ số hòa không đều là kết quả xứng đáng dành cho cả hai đội. Cũng trong đêm qua, Juventus cũng chào sân chơi danh giá nhất châu Âu bằng chiến thắng 2-0 trước Dinamo Kiev. Trong ngày Ronaldo vắng mặt vì Covid-19, nhiệm vụ sân bàn được giao lại cho tân binh Alvaro Morata. Tất nhiên, Morata chẳng lạ gì Juventus khi anh từng khoác câu lạc bộ này ở giai đoạn 2014-2016. Dù bị các hậu vệ Dinamo Kiev theo sát, nhưng Morata với khả năng đánh hơi bàn thắng thính nhạy đã biết cách tỏa sáng kịp lúc. Đầu tiên là tình huống để bóng cận thành rất nhanh ở phút thứ 46 và sau đó là tình huống Pogba đánh đầu dũng mạnh ở phút thứ 84. Thống kê cho thấy Alvaro Morata đang đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng khi có 3 lần lập công trong 3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Và dưới đây là kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.